với kim ngạch xuất khẩu đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm nay, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, trong đó xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường này tăng gần 110%, điện tử, máy tính và linh kiện tăng trên 58%, hàng dệt may tăng 9,8%. Những diễn biến mới nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc cũng như các FTA sắp có hiệu lực là yếu tố giúp tăng đơn đặt hàng của Việt Nam đối với một số ngành hàng xuất khẩu lớn vào Mỹ như dệt may, giày dép, linh kiện. Tốc độ gia tăng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cũng được Cục Thống kê Mỹ xác nhận khi hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ cơ quan này vừa công bố cho thấy 3 tháng đầu năm nay, tốc độ xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến Mỹ tăng trên 40% so với cùng kỳ. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong nhóm 12 nước xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ năm 2018.